Pinkfong. Bebe Pink. À, có trộm. Cảnh sát Pinkfong tới rồi đây. Có chuyện gì vậy? Có trộm ở đây. Tiền của tôi mất hết rồi. Vàng bạc châu báu của tôi cũng vậy. Sách của tôi mất rồi. Đồ ăn của tôi nữa. Và đồ chơi cũng mất hết rồi. Tôi nghĩ chắc là do gia đình cá mập trộm cắp đã làm. Gia đình cá mập trộm cắp. Đúng vậy, gia đình cá mập trộm cắp đã trốn khỏi nhà tù tối hôm qua. Những thành viên của gia đình này là những sinh vật xấu xa nhất đại dương. Ta phải bắt và cho chúng lại vào tù. Gia đình cá mập trộm cắp trông như vậy đây. Trông chúng khá là giống gia đình chúng tôi, có phải không? Thật vô lý. Màu sắc thì giống nè, nhưng nhìn bọn chúng thật xấu xa. Đúng vậy. Và chúng còn có sọc nữa. Chúng ta phải nhớ đặc điểm này để tìm ra chúng nhé. Các bạn, sao chúng ta không cùng nhau đi bắt gia đình cá mập trộm cắp nào? Cá mập trộm cắp, ta không biết các ngươi trốn ở đâu, nhưng ta sẽ bắt được các ngươi. Các bạn ơi, cùng tìm tên trộm cá mập mẹ trước nào. Hãy nhớ, hắn ta có màu hồng và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Cá mập trộm cắp, bắt lấy nào. Ôi, Pinkfong, là tôi, cá mập mẹ mà. Tôi cũng đang tìm tên trộm cá mập mẹ đây. Cùng nhau tìm lại nào. Đúng là cá mập mẹ rồi. Mình xin lỗi. Cùng tìm lại nào. Tên trộm cá mập mẹ đang ở đâu? Đây rồi. Đứng yên, tên trộm cá mập mẹ. Ôi không, bị bắt rồi. Hãy thả tôi ra. Tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi sẽ trả lại tiền lấy cắp mà. Tôi không thích ở trong tù đâu. Các bạn ơi, mình nghe nói tên trộm cá mập ba hay xuất hiện ở đây. Cùng nhau đi tìm thật kỹ nhé. Hãy nhớ, hắn ta có màu xanh và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Để mình dùng ống nhòm xem sao. Có ở đây không ta? Mình chỉ thấy có cá sọc thôi. Còn ở kia thì sao? Cá heo, bạch tuộc và cá voi. Mình cũng không thấy tên trộm cá mập ba ở đây luôn. Mình không nghĩ hắn ta trốn ở đây đâu. Cùng tìm chỗ khác nào. Hả? Bạn vừa thấy hắn sao? Ôi, đừng lừa mình chứ. Mình có thấy đâu. Hả? Bạn thật sự thấy hắn sao? Ở đâu? Bắt được tên trộm cá mập ba rồi. Giỏi lắm các bạn. Mở cửa ra cho ta mau. Ta chán ở trong tù lắm rồi. Có gì đó đáng nghi ở đây. Mình chắc tên trộm cá mập bà đang trốn đâu đây thôi. Các bạn có nghĩ giống mình không? Cùng tìm ra tên trộm cá mập bà nha. Hắn ta có màu cam sọc đen. Được chứ? Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trong cặp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Tìm được rồi, màu cam và sọc đen. Rồ, nhìn ta giống ăn trộm lắm sao? À không, xin lỗi bạn hộ nhé. Tìm lại nào. Có cái đuôi chuyển động kia kìa. Màu cam và sọc đen. Mình chắc đó là tên trộm cá mập bà. Tìm được rồi, tên trộm cá mập bà. Ồ, bị bắt rồi. Lần này ngươi may mắn đó. Ta mà trốn kỹ hơn thì ngươi đừng hòng mà tìm được ta. Mình nghĩ tên trộm cá mập con đang trốn đâu đây thôi. Cùng tìm ra hắn ta nào. Ta cần tìm màu vàng, có sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trong cặp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Hả? Là kem sao? Không, mình không muốn ăn kem đâu. À ha, các bạn muốn dùng kem để dụ hắn ta ra sao? Ý này hay đó, các bạn. Kem ngon quá đi. Mình sẽ ăn hết kem luôn. Kem sao? Là kem của ta mà. Trả lại cho ta nhanh. Bắt được rồi. À, ơi không. Mẹ ơi, ba ơi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ta đã bắt được hắn rồi. Nhờ các bạn đó. Pinkfong, Pinkfong. Hả? Pinkfong, có thứ gì đó lạ đang nổi trên mặt biển kìa. Lại đây xem nào. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Hả? Cái gì đây? Tôi nghĩ tên trộm cá mập ông đang trốn ở đây đó. Pinkfong, các bạn, cùng tìm kỹ nào. Được rồi, tìm thôi. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trong cặp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Khoan đã. Ai đó xả rác xuống biển và rác đã trôi ra tới đây. Các bạn nhớ đừng xả rác bừa bãi nhé. Cùng dọn rác nào. Mình không nghĩ là... Hắn ta kia rồi. Cẩn thận lại gần nào. Cùng mình đếm đến 3 nha. 1, 2, 3. Bắt được rồi. Tên trộm cá mập ông đã bị bắt. Ôi, nghe không? Thả ta ra ngay. Có phải mày ta đã ăn cắp thứ gì đó không? Ta có lấy cái gì nhiều đâu. Tại sao lại bắt ta chứ? Mở cửa ra mau. Thả ta ra. Các người đã lấy cắp đồ của chúng tôi. Các người phải bị trừng phạt. Đúng vậy, cá mập trộm cắp xấu xa. Ta sẽ nhốt các người vào nhà tù nghiêm ngặt hơn để các người không trốn được nữa. Cảm ơn cảnh sát Pinkfong. Đúng vậy, cảm ơn Pinkfong. Nhờ bạn mà chúng tôi đã lấy lại được đồ bị mất. Không có chi, đó là công việc của tôi mà. Hả? Cái gì? Tên trộm Pinkfong? Bắt tên trộm Pinkfong mau. doo doo, baby shark, doo 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 doo, baby shark. Mommy shark, doo 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 doo, mommy shark, doo 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 doo, mommy shark, doo 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 doo, mommy shark. Daddy shark, doo 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 doo, daddy shark, doo 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 doo, daddy shark, doo 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 doo, daddy shark. Grandma shark, doo 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 doo, grandma shark, doo 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 doo, grandma shark, doo 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 doo, grandma shark. Grandpa shark, doo 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 doo, grandpa shark, doo 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 doo, grandpa shark, doo 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 doo, grandpa shark. Let's go hunt, doo 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 doo, let's go hunt, doo 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 doo, let's go hunt, doo 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 doo, let's go hunt. Run away, doo 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 doo, run away, doo 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 doo, run away, doo 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 doo, run away. Save that last, doo 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 doo, save that last, doo 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 doo, save that last, doo 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 doo, save that last. It's the end, doo 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 doo, it's the end, doo 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 doo, it's the end, doo 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 doo, it's the end. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện Cá Mập con. Ủa? Sợ quá đi. Mình thấy có nhiều bạn bị gãy xương lắm. Cùng bắt đầu chữa trị ngay thôi. Người đầu tiên, hươu cao cổ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đánh nhau đến đau cổ rồi. Cổ của mình. Vậy là bạn đã bị thương ở cổ rồi. Ôi ôi ôi, cái cổ của mình. Đừng cố gắng quá. Để mình xem qua cái đã. Các bạn đã sẵn sàng cùng mình trị bệnh chưa nào? Mình nghĩ bạn đã bị gãy xương rồi. Hãy chụp X-quang nào. Được rồi, cùng đếm đến 3 nhé. 1, 2, 3. Ôi không, xương cổ đã bị gãy thành nhiều mảnh rồi. Cùng sắp xếp xương lại đúng vị trí nào. Kiểm tra thật kỹ kích cỡ và màu sắc, rồi đặt chúng lại với nhau nào. Yeah, tốt lắm. Hả? Không. Ôi, cổ của mình. Ôi không, mình xin lỗi. Tập trung nào. Nào, cái to nhất trước. Được rồi, đó là cái xương cuối cùng. Woohoo! Xương cổ đã ngay ngắn trở lại. Bạn làm tốt lắm. Giờ mình sẽ băng cổ lại để nó mau lành nhé. Chọn cái nào cho đẹp đây ta? Được rồi, cái băng có hình cào vòng nhé. Chữa xong rồi. Cào vòng sắc màu. Hươu cao cổ ngầu quá đi. Ủa? Hươu cao cổ, giờ thì cổ chẳng còn đau, chữa xong rồi. Mình rất thích cái băng cầu vòng này. Mình cảm ơn. Thật vui khi bạn thích nó, hươu cao cổ à. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi không thể bay, ôi đau quá đi. Ô, cánh của tôi. Bạn đã bị thương ở xương cánh rồi. nhói quá, đau ghê, ôi đau quá đi. Bác sĩ ơi, liệu tôi có thể bay lại được không? Đừng lo mà, mình sẽ giúp bạn bay trở lại. Mình cần chụp X-quang để xem liệu bạn có bị gãy xương không. Một, hai, ba. Ủa, xương cánh của bạn đã bị mòn rồi. Mình nghĩ bạn cần được phẫu thuật đó. Liệu phẫu thuật xong tôi có thể bay lại được không? Tất nhiên. Để mình giúp bạn nhé. Mình sẽ gây mê cho bạn và bạn sẽ không đau trong lúc phẫu thuật đâu. Trước tiên, cần cạo sạch lông để mình thấy xương được rõ hơn nhé. Được rồi. Các bạn, cùng tìm mảnh xương cánh đặt vào đây nhé. Cái này không đặt vào được. Cùng thử cái nhỏ hơn nào. Cái này thì quá nhỏ. Là một con rắn. Nó đây rồi. Giờ thì khâu lại nào. Nói những số giống nhau từ trên xuống dưới nhé. Đã khâu vết thương xong rồi. Cuối cùng, hãy đặt lông trở lại để không lộ vết thương nhé. Tuyệt vời! Phẫu thuật cánh đã thành công. Đại bàng ơi, giờ đã bay, lại được rồi, phẫu thuật xong rồi. Wow, tôi bay lại được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đang đi săn thì đâm phải tảng đá nè. Ồ thì ra bạn đã gãy chân. Ôi chân tôi đau quá đi. Khủng long như tôi mà lại bị ngã lúc đi săn. Xấu hổ quá đi. Không sao mà. Ai cũng có sai lầm mà. Mình sẽ chữa cho bạn ngay. Mình sẽ chụp X-quang trước nhé. Được rồi, sẵn sàng nào. Rõ ràng rồi. Chân của bạn đã bị gãy xương. Hãy sắp những mảnh xương bị gãy lại với nhau nào. Có đau lắm không? Hãy cố gắng xíu nhé. Xong rồi. Để cho xương mau lành lại, mình sẽ bó bột để cố định chân của bạn lại. Dùng băng vải quấn vòng quanh nè. Xong rồi. Cuối cùng mình sẽ lấy nạng trống cho bạn nhé. Bạn thích màu nào nè? Xanh. Tôi thích màu xanh dương kia, giống như hoa văn trên người tôi nè. Màu xanh là thích hợp nhất. Bạn khủng long, giờ thì chân đã lành rồi, chữa xong rồi. Cảm ơn, bạn giỏi lắm. Cảm ơn. Thật vui khi công tác chữa trị đều thuận lợi. Mọi người phải cẩn thận nhé. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn, thật vui khi hôm nay được cùng nhau khám chữa bệnh. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Là khi con banana nana, là khi con banana nana, là khi con banana nana chui to đây. Là mẹ khỉ banana nana, là mẹ khỉ banana nana, là mẹ khỉ banana nana chui to đây. Là khi ba banana nana, là khi ba banana nana, là khi ba banana nana chui to đây. Bà khỉ đây banana nana, bà khỉ đây banana nana, bà khỉ đây banana nana chui to đây. Là khi ông banana nana, là khi ông banana nana, là khi ông banana nana chui to đây. Thật nhiều chui banana nana, thật nhiều chui banana nana, thật nhiều chui banana nana banana. Cùng ăn chui banana nana, cùng ăn chui banana nana, cùng ăn chui banana nana, ăn chuối nào. Thật là vui banana nana, thật là vui banana nana, thật là vui banana nana, ăn chuối nào. Chào các bạn, nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện Cá Mập con. Ủa? Bác sĩ ơi, giúp chúng tôi với. Hả? Là những quái vật Halloween đáng sợ. Nhưng đáng sợ quá, nhưng hãy can đảm lên để còn chữa bệnh cho họ nào. Người đầu tiên, má cà rồng, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Ta đã bị gãy răng rồi. Au au. Ồ, nhìn kìa, răng nanh đã gãy rồi. Đau quá đi, ta không thể nhai. Làm ơn chữa cho ta, để ta còn hút máu nữa. Máu hả? Mình sẽ chữa ngay thôi. Mình sẽ chụp X quang để xem tình trạng chỗ răng bị gãy của bạn. Đây rồi. Ôi không, răng nanh của bạn đã bị gãy hết rồi. Nếu để như vậy thì nguy hiểm lắm. Các bạn cùng nhỏ răng nanh bị gãy ra nhé. Xong rồi. Cuối cùng mình sẽ trồng lại răng nanh mới. Ta là ma cà rồng đáng sợ, nên hãy chọn răng thật nhọn nhé. Wow, răng nanh mới của bạn trông tuyệt quá. Ma cà rồng ơi, chu đu đu tu đu, giờ đã có chu đu đu tu đu răng nanh mới, chu đu đu tu đu chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá, các bạn có muốn uống một ngụm máu tươi cùng ta không? Không, không, cảm ơn. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Hôm qua tôi đã nhảy rất nhiều. Ủa, cái gì vậy? Nhìn kìa, bộ xương bạn đang yêu đi. Tôi rất muốn nhảy múa, hãy giúp tôi. Ôi không, có trường hợp khẩn cấp. Hãy mau đến phòng cấp cứu thôi. từng bước một. Hãy đặt bộ xương về đúng chỗ nhé. Cái này trông như xương sườn vậy. Đúng rồi, đúng là xương sườn rồi. Còn cái này trông như là xương chậu vậy. Đúng rồi. Yay, xương sọ nữa. Giỏi lắm. Cùng xếp xương bàn chân nào. Bạn có đang xếp đúng không đó bác sĩ? Sợ quá đi. Đây không phải là bàn chân mà là bàn tay. Mình nhầm lẫn rồi. Xương bàn tay nằm ở cuối cánh tay. Và cái này là xương bàn chân. Xong rồi. Vui quá. Bộ xương đã chuyển động trở lại. Bộ xương ơi, giờ bạn đã hồi phục rồi, chữa xong rồi. Wow, giờ bạn có thể nhảy múa trở lại rồi. Cảm ơn. Người tiếp theo. Ủa? Mà sói. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã đâm đầu vào cành cây nhọn. Au, đau quá. Au. Nhìn đầu bạn xem đang có vết thương. Đau quá đi thôi, xin hãy giúp tôi. Au. Nào, bình tĩnh lại. Chắc là đau lắm. Mau giúp bạn ấy nào. Ta cần dọn cái màng nhện kia đã. Bạn chắc hẳn là đang đau lắm phải không? Mình sẽ giúp bạn làm sạch vết thương để nó không trở nặng nhé. Sẽ hơi đau một tí thôi. Au. Xong rồi. Mình nghĩ bạn cần khâu 4 mũi. Cố lên nhé. Sẽ xong ngay thôi. 1 2 3 4. Những mũi khâu thật đẹp. Mình sẽ dán băng cá nhân lại ngay. Dán băng cá nhân lên vết thương nè. Hoàn thành rồi. Bạn giỏi lắm, ma sói à. Bạn ma sói giờ thì đã chẳng còn đau, chữa xong rồi. Cảm ơn rất nhiều. Không có gì. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã bị thuốc đông văng lên mặt. Mặt bạn bị sưng đen nhưng đâm to. Nhấc qua tí thôi, ôi đau quá nè. Ôi nhức quá. Cố gắng chịu đau một xíu nhé. Để mình xem qua cái nào. Các bạn cùng nặn những cái mụn ra nào. Đầu tiên dùng kim nhọn chọc thủng nè. Xong rồi. Giờ thì hãy nặn chất độc bên trong những chỗ mụn kia ra hết nhé. 1 2. Xong rồi. Giờ thì bôi thuốc lên vết thương cho nó không để lại sẹo nhé. Wow, mặt bạn sạch đẹp lại rồi. Bạn phù thủy những nguồn nước đã biến mất, chữa xong rồi. Cảm ơn rất rất nhiều. Tôi sẽ tặng bạn một món quà. Đây là con mắt rơi quý giá của tôi. Cảm ơn. Dạ thì tôi đây đây. Mọi người về nhà cẩn thận nhé. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hôm nay là một ngày thật tuyệt, nhờ tất cả các bạn đó. Lần sau cùng mình giúp đỡ mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Car boom 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 boom, daddy car boom 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 boom, daddy car. Grandma car boom 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 boom, grandma car boom 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 boom, grandma car boom 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 boom, grandma car. Grandpa car boom 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 boom, grandpa car boom 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 boom, grandpa car boom 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 boom, grandpa car. Square, stomp, stomp, here and there. Square, stomp, here and there. Slide, slide, triangle. Triangle, slide, slide, left and right. Triangle, slide, left and right. Point, point, diamond. Diamond. Point your finger, 1, 2, 3, 4. Diamond. Point 1, 2, 3, 4. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau giúp cho những bệnh nhân khỏe mạnh lại nhé. Hả? Không biết hôm nay ai sẽ tới bệnh viện đây? Ôi! À, là những bạn thú ăn thịt. Sợ quá đi. Nhưng mà trong họ rất cần sự giúp đỡ đó. Các bạn cùng đi vào bệnh viện nào. Người đầu tiên, mời sư tử vào trong. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đã đánh nhau với bạn hổ nè. Oh. Đầu bạn bị thương đau lắm đúng không? Nhức quá đi thôi, ôi đau quá đi. Mình sẽ giúp bạn ngay thôi. Các bạn cùng giúp mình và y tá chữa bệnh nữa nhé. Hả? Khuôn mặt và cái bờm của tôi trông tệ quá. Bạn sẽ sớm hồi phục sau khi được chữa trị thôi nè. Hãy lau mặt trước đã. Được rồi, mặt của bạn đã sạch sẽ rồi. Dốt, đúng là gương mặt đẹp trai. Để mình xem qua vết thương nhé. Hả? Kính lúp và thuốc ở đâu rồi ta? Phải đây không? Ngon quá đi. Ôi, đó không phải kính lúp mà là bánh kẹo. À, có nhiều vi khuẩn quá kìa. Bạn làm tốt lắm. Bạn sắp khỏe lại rồi đó. Giờ cần dán thêm băng cá nhân để ngăn vi khuẩn xâm nhập lại vào vết thương. Xong rồi. Giờ bạn sẽ không còn đau nữa. Bạn sư tử chu đâu giờ thì đã chu đâu chẳng còn đau, chu đâu chữa xong rồi. Cảm ơn đã chữa cho tôi. Giờ tôi có thể đi chơi được rồi. Thật vui khi bạn đã khỏe trở lại. Từ giờ về sau đừng đánh nhau nữa nhé. Các bạn nên hòa thuận với nhau. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đau ở đuôi khi đi bắt cá nè. Vậy là bạn đã bị cá cắn đuôi. Ôi đau quá đi. Trông có vẻ đau lắm đây. Tụi mình sẽ giúp bạn đỡ đau. Trước tiên, ta cần gỡ những con cá ăn thịt đáng sợ này ra. Phải làm sao đây ta? Ôi, đau quá đi. Cố lên nào. Y tá đang giúp bạn gỡ cá ra nhanh thôi. 1 2 3. Xong rồi. Giỏi lắm các bạn, đã gỡ được hết cá ăn thịt ra rồi. Cùng thoa thuốc lên chỗ vết thương để sát khuẩn cho nó nhé. Hả? Có 2 loại thuốc để chúng ta sử dụng. Ta nên chọn cái nào đây? Được rồi, hãy chọn tiếp thứ 2 nào. Cái gì vậy? Chữa cho mình nhanh đi. Ôi không, đó không phải là thuốc, đó là sơn. Mình xin lỗi, mình sẽ thoa thuốc lên ngay thôi. Au, 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 au. Đau lắm phải không? Sẽ mau hết thôi. Ta cần dùng băng vải để băng vết thương lại, để nó không bị nặng thêm. Bạn thích băng vải màu gì nè? Được rồi, hãy chọn màu tím nhé. Wow, các bạn, nhờ các bạn mà báo đốm khỏe lại rồi. Bạn báo đốm, chu đu đu tu đu, giờ thì đã chu đu đu tu đu, chẳng còn đau, chu đu đu tu đu, chữa xong rồi. Cái đu tuyệt vời của mình đã trở lại. Bác sĩ, y tá, các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Vết thương dưới chân tôi đau rất nhiều. Bạn bị đạp gai ở dưới chân kia. Ôi ôi đau quá. Chắc là đau lắm nhỉ? Bọn mình sẽ giúp bạn ngay. Chúng ta phải lấy gai nhọn ra trước đã. Các bạn cùng lấy gai ra từ từ và cẩn thận nào. Cái gai này đâm sâu quá. Ồ, còn một tí nữa thôi các bạn ơi. Được rồi, thật tuyệt vời. Ôi, đau quá. Đã lấy gai ra hết rồi. Chắc là đau lắm đây. Nhưng bạn làm tốt lắm. Nào, cùng thoa thuốc lên nhé. Đã loại bỏ hết vi khuẩn rồi. Y tá, bạn thật tuyệt vời. Với thuốc này thì vết thương của bạn sẽ mau lành thôi. Gần xong rồi. Ta cần lấy băng vải để băng lại nữa. Vậy là đã chữa xong rồi. Bạn sẽ hồi phục nhanh thôi. Mừng quá đi. Bạn gấu cười lại rồi kìa. Là bạn gấu, giờ thì đã, chẳng còn đau, chữa xong rồi. Bạn nhớ đi đường cẩn thận nhé. Đừng quên nhìn trước nhìn sau đó. Các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ và y tá. Nhờ các bạn, chúng ta đã chữa trị cho họ khỏe lại rồi. Lần sau, cùng giúp bọn mình chữa bệnh nữa nhé. Tạm biệt. Cá mập ba Daddy car, boom, 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 daddy car. A situation, a situation. Let's go. There's a fire, help us, fire truck. Rush the herd to the hospital. Ambulance. Take the thief to the station, police car. Super brave cars. Truck. Break down on the road, call for tow truck. Super great cars. To the rescue. The brave super rescue team. Move out anytime, anywhere. Brave and fast at any time. Now call them loud. Super rescue. Yeah! Call when you need any help. Police car! Call when a fire breaks out. Fire truck! Call for the hospital. Ambulance! Flies high in the sky. Helicopter! The brave super rescue team saves the day! Super duper super power! Power up! Làm xong lâu đài cát rồi. Ôi, mình đói bụng quá. Mình nên về nhà thôi. Con về rồi. Chơi vui không con? Dạ, con đã làm lâu đài cát và đường hầm nè. Wow, món yêu thích của mình là bánh cá. Phải ăn ngay thôi. Khoan, cá mập con, phải rửa tay trước khi ăn nào. Tay con đầy vi khuẩn đó. Nhưng con không muốn đâu. Con muốn ăn mà. Một cái thôi mà. Ngoan nào, mẹ đi với con nhé. Không, con không muốn rửa tay đâu. Cá mập con ơi, con đâu rồi? Mẹ vừa thấy con chạy vào đấy mà. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và tìm xem cái đuôi cá màu vàng là đuôi cá mập con. Có phải cá mập con không? Ồ, là kem đánh răng. Cá mập con có ở đây không ta? Ồ, thì ra là một cái máy sấy tóc. Cá mập con đi đâu mất rồi? Thấy con rồi, cá mập con. Con không muốn rửa tay đâu. Cá mập con à, nếu con không chịu rửa tay, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh cho con đó. Hãy cùng nhau hát và đùa vui trong khi chúng ta cùng rửa tay nhé con. Cùng rửa tay, du 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 du, cùng xà bông, du 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 du, sạch và thơm, du 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 du. Hãy rửa tay. Wow! Vui quá mẹ ơi. Giờ tay của con sạch sẽ rồi nè. Thấy không? Tay sạch sẽ là mình cảm thấy dễ chịu. Ồ, cá mập con, mẹ nghĩ con cũng nên rửa mặt đó. Rửa mặt sao? Không, con không muốn rửa mặt đâu. Ồ, cá mập con. Cá mập con ra đây một chút được không? Hả? Mình nghĩ cá mập con đang đâu đây thôi. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào, tìm cá mập con nè. Và tìm xem chiếc đuôi cá màu vàng là đuôi cá mập con. Bà sẽ tìm được con thôi. Con đấy rồi. Hả? Là một chú vịt vàng sao? Thấy con rồi, cá mập con à. Ba à, con không muốn rửa mặt đâu. Nhưng mà rửa mặt xong sẽ sảng khoái lắm đó. Để ba giúp con. Rửa mặt thôi, cùng xà bông, sạch và thơm, hãy rửa mặt. Wow. Thấy sao nào cá mập con, sảng khoái đúng không? Dạ, mặt con đẹp hơn nhiều rồi nè. Sao con không đi tắm luôn cho sạch hơn nè? Cả người con toàn là vết bẩn kia kìa. Con không thích đi tắm chút nào. Ôi trời ơi. Ôi, con xin lỗi ông. Con không cố ý đâu. Cá mập con, cả người con toàn là bùn đất kìa. Con nhảy vào bồn như vậy giờ nước dơ hết rồi. Hãy mau đi tắm với xà bông cho sạch đi con. Con không thích đi tắm đâu. Cá mập con, theo ông nào. Wow, đây là đâu? À, mình đang ở trong phòng tắm. Ô, bồn tắm bị mất của ông nè. Cá mập con, hãy chà rửa bằng xà bông nào. Con đây tắm, tôi đâu cùng xà bông, tôi đâu sạch và thơm, tôi đâu đi tắm thôi. Cá mập con, giờ con sạch sẽ rồi đó. Dạ, con thấy thật sảng khoái. Thật là vui. Ôi không, cá mập con, ông nghĩ con phải đi đánh răng thôi. Cùng bơi sang bên kia nào. Bà ơi, cá mập con tới rồi. Hả? Cá mập bà đâu mất rồi. Còn ông đi tìm cá mập bà nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào, tìm cá mập bà đâu rồi. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Tôi ở đây nè. Hả? Ở đâu? Con không thấy bà. Bà đây. Oh, 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 oh. Bà ơi, nãy giờ bà ở đâu? Bà à, bộ trang phục gì đây? Tôi hóa trang thành bà tiên răng. Thấy sao nè? Cá mập con đã đánh răng chưa nào? Bà ơi, con thật sự phải đánh răng sao ạ? À? Tất nhiên, cá mập con, nhìn nè, ta dùng bạc chải nè, rồi đánh thật đều lên răng để loại bỏ hết vi khuẩn nè, và rồi răng chúng ta sẽ khỏe đẹp hơn. Con đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau đánh răng nha. Cùng chải răng, cùng bàn chải, thật đều nha, chải răng nào. Wow! Wow, cá mập con, răng con sáng bóng rồi kìa. Thật ạ. Thật thoải mái. Cùng sữa tay, cùng xà bông, sạch và thơm, hãy rửa tay. Rửa mặt thôi, cùng xà bông, sạch và thơm, hãy rửa mặt. Cùng đi tắm, cùng xà bông, sạch và thơm, đi tắm thôi. cùng sai răng cùng bàn chải thật đều nhé, chải răng nào. Wow, mình thật sạch và sáng bóng. Cá mập con, trông con sạch sẽ hơn rồi đó. Con có thể ăn bánh được rồi, giờ tay con sạch rồi mà. Yay, giờ con có thể ăn chiếc bánh thơm ngon này và sẽ đi đánh răng lại sao? Ôi bẩn quá, đi tắm thôi. Hãy cùng tắm thôi nào, hãy cùng tắm thôi nào. Ngâm nước vui qua nè. Ta cùng tắm thân sạch khắp từ đầu đến chân nào. Bong bóng vui qua nè. Nhìn nè, con có đâu nè. Ta xả nước thôi nào, ta xả nước khắp người. Đập nước nào, vui qua nè. Bước 1 ngâm nước nè. Bước 2 chà rửa, chà chà chà. Bước 3 xả nước nè. Achi, đừng quên rửa mặt sạch nhé. Tắm thôi vui qua nè. Cá mập con cá mập mẹ Cá mập ba Bà ơi, cá mập bà Cá mập ông cùng đi săn đi săn nào. Khoan đã. Hả? Cá mập cô cá mập cô cá mập cô cá mập cô. Cá mập chu cá mập chu cá mập chu cá mập chu. Cá mập anh em chu cá mập anh em chu cá mập anh em chu cá mập anh em cùng đi săn chu cùng đi săn cùng đi săn đi săn nào. Nào chạy mau nào chạy mau nào chạy mau nào chạy mau. Thật là may thật là may thật là may thật là may. Vậy là hết vậy là hết vậy là hết vậy là hết. Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Baby shark. Mommy shark doo 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 doo. Mommy shark doo 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 doo. Mommy shark doo 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 doo. Mommy shark. Daddy shark doo 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 doo. Daddy shark doo 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 doo. Daddy shark doo 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 doo. Daddy shark. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt. Run away doo 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 doo. Run away doo 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 doo. Run away doo 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 doo. Run away. Say that last doo 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 doo. Say that last doo 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 doo. Say that last doo 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 doo. Say that last. It's the end doo 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 doo. It's the end doo 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 doo. It's the end doo 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 doo. It's the end. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Pinkfong trên YouTube.